chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Chuyện Hậu Trường. Thưa quý khán giả, trong chương trình Chuyện Hậu Trường tuần này, kính mời quý khán giả cùng khám phá hậu trường ghi hình hai chương trình về ẩm thực đang được yêu thích trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Đó là chương trình Nhanh Mà Ngon và Món Ngon Cuối Tuần. Nhưng trước hết, như thường lệ, kính mời quý khán giả cùng điểm qua những chương trình và phim của truyền hình Vĩnh Long được đón xem nhiều nhất tuần qua trên toàn quốc theo số liệu từ Kantar Media nhé. Trong top 10 chương trình và phim được xem nhiều nhất tuần qua, truyền hình Vĩnh Long góp mặt với 5 thứ hạng. Phim ngắn cuối tuần luôn nằm trong sự lựa chọn theo dõi của khán giả, thường xuyên góp mặt trong bảng xếp hạng toàn quốc các chương trình và phim được xem nhiều nhất. Và tuần qua, câu chuyện cảm động về tình cha con, dù họ không phải máu mủ ruột rà, đã giúp phim ngắn góp mặt ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng. Không có sao hết, con cứ lo công việc ở bệnh viện đi. Cô... Nội dung hấp dẫn, những pha hành động kịch tính, chân thật, cùng dàn diễn viên thực lực, tất cả đã giúp bộ phim Người Thầm Lặng thu hút sự chú ý của người xem ngay từ khi lên sóng. Tuần qua, phim cũng góp mặt trong bảng xếp hạng toàn quốc với vị trí thứ 9. Phim phát sóng vào 21 giờ thứ hai, thứ ba hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Những dòng thi hấp dẫn, những chia sẻ chân tình cùng người dẫn chương trình duyên dáng, khai thác khéo léo những câu chuyện gia đình dễ thương, tất cả giúp chương trình Vợ Tôi Là Số 1 trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của khán giả xem đài vào mỗi tối chủ nhật. Nhờ vậy, tuần qua, chương trình cũng góp mặt trong bảng xếp hạng toàn quốc với vị trí thứ 7. Phim cổ tích luôn được khán giả yêu thích đón xem vào mỗi 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Tuần qua, câu chuyện Lấy Chồng Hoàng Tử với diễn biến hấp dẫn xoay quanh cô gái Thu Trúc và gã quái thú tiếp tục thu hút khán giả và góp mặt trong bảng xếp hạng toàn quốc với vị trí thứ 5. Là hai người phải tuyển nhân viên càng nhiều thì càng tốt. Chỉ cho tôi đi. Phim Có Hẹn Với Yêu Thương vẫn đang thu hút sự theo dõi của khán giả với dàn diễn viên quen thuộc như Quỳnh Đông, Thanh Duy, Khali, Lê Bê La cùng câu chuyện phim nhẹ nhàng, dễ thương, phù hợp để cả gia đình cùng xem phim giải trí. Tuần qua, phim Có Hẹn Với Yêu Thương vẫn nằm trong top 4 chương trình dẫn đầu toàn quốc về lượng người xem. Công ty Trung Trời Trung Quốc vậy? Dọn đi hết rồi. Hả? Phát sóng vào 11h50 phút từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Với mong muốn mang đến cho khán giả những công thức nấu ăn đơn giản, dễ làm, phù hợp với những ngày đầu và giữa tuần bận rộn, chương trình ẩm thực Nhanh Mà Ngon đã dần trở thành một món ăn tinh thần quen thuộc với người xem. Đến với Nhanh Mà Ngon, các khách mời cũng như quý khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ sẽ được bỏ túi những bí quyết để nấu các món ăn tuy quen thuộc nhưng lại có những cách chế biến độc đáo, đảm bảo tiêu chí nhanh, gọn, phù hợp cho tất cả mọi người, nhất là những người bận rộn, ít có thời gian. Với một ít bánh đa sống, lát mình chiên giòn lên ăn kèm. Thì cái quan trọng hôm nay xin muốn chia sẻ là cái sốt chanh dây cùng với lá quế. Thì mình sẽ ứng dụng cái sốt này làm rất là nhiều cái món gỏi. À chị Minh, rồi cái gà thì mình lựa làm sao? Thì thường là chị sẽ xem dưới cái phần ức của nó. Nếu mà nó đầy đặn thì có nghĩa là con gà nó mập, thịt nó sẽ dày và ngon. Bao lâu mình mới biết là mình con cá nó được? Con cá nào nó nổi lên, đã nó một xíu cho nó đều các mặt rồi mình vớt nó ra thôi. Đối với bắp bò này á, chúng ta cắt mỏng và cho vừa chín tới thì nó sẽ không dai và nó sẽ giòn, ăn rất là ngon. Nguyên liệu đơn giản dễ tìm, thời gian chế biến vô cùng nhanh chóng. Nhưng nếu biết kết hợp thêm một số bí kíp mà các đầu bếp Nhanh Mà Ngon chia sẻ thì chắc chắn món ăn vẫn đảm bảo độ ngon, đẹp mắt và đáp ứng nhu cầu về dinh dưỡng. Kết hợp với lại cái gà đó, nó ngấm cái nước kho, cái sốt kho của mình là nó kéo xuống nhẫn nhẫn, chua chua nhẹ nhẹ. Mà có giòn ha. Phần trứng bên trong nó béo, quá trời ngon rồi nè. Cái độ giòn của cái miếng mề á, mình cảm giác được là nó tươi giòn luôn á, vừa ăn lắm, rất là ngon luôn á, nó đậm vị lắm. Nó thơm mà ở trong nó vẫn còn rất là mọng nước quý vị ơi. Mọi thứ nó đều rất là hoàn hảo, ăn rất là ngon và rất là bắt vị. Trong năm 2023, nhằm mang đến cho người xem sự tươi mới hơn, chương trình cũng có nhiều thay đổi. Đó là căn bếp được đầu tư theo hướng hiện đại, mang màu sắc tươi sáng. Các máy quay được sắp đặt kỹ lưỡng để lấy trọn quá trình nấu nướng, giúp khán giả dễ dàng theo dõi và thực hành tại nhà. Cái khâu chuẩn bị của show Nhanh Mà Ngon này thì như mọi người cũng biết là mọi người coi chỉ đơn giản là 10 phút hình
ở trên truyền hình Vĩnh Long 1. Nhưng mà anh em ekip là sẽ phải set up một cái món ăn như vậy để nấu, rồi trình bày ra thì cũng phải 1 tiếng tới 1 tiếng 15 phút á. Với tiêu chí nhanh mà ngon thì mọi người luôn nói là món ăn nó phải đẹp và bắt mắt á. Thì cái nhìn đầu tiên luôn cho cảm xúc tốt nhất về đồ ăn. Thì tiêu chí của anh em vẫn là cố gắng set up và quay làm sao để cho mọi người nhìn thấy cái món ăn đó phải thật sự hấp dẫn nè, thật sự phải ngon từ màu sắc cho đến hình thức nữa. Thì cũng khá là chỉnh chu với mọi thứ. Thực đơn của Nhanh Mà Ngon cũng được mở rộng hơn, từ món mặn, món chay đến những món ngọt vô cùng hấp dẫn. Cùng với đó là sự tương tác dễ thương của đầu bếp cùng khách mời là những diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng, tạo nên những câu chuyện thú vị. Để xem buổi ghi hình hôm nay, đầu bếp Quang Sinh và khách mời diễn viên Hạnh Thảo sẽ mang đến cho chúng ta món ăn gì nhé. Hôm nay xin với chị Hạnh Thảo sẽ chia sẻ món giò sắm chay cuộn tàu hủ tiêu sốt ngũ vị nha. Đối với cái món này thì chúng ta phải chiên nè, chiên không dầu, nướng, áp chảo đều ngon. Nướng được luôn hả? Nướng được luôn. Chúng ta sẽ làm một cái hỗn hợp sốt ngũ vị, chúng ta phết lên trước và cho vào khay đút lò. Rất là thơm luôn. Ôi. Xin chào quý vị khán giả của Chuyện Hậu Trường của Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Cái chuyện mà xin hạnh phúc nhất là đem lại những công thức nè, những món ăn mang đủ dinh dưỡng nè, tiện lợi trong thời buổi bận rộn như bây giờ. Với Nhanh Mà Ngon thì một chương trình thời lượng phát sóng cũng rất là ngắn, tầm khoảng 10 phút. Thì với xin nó cũng là một cái thử thách, nhưng song song đó cũng là một cái niềm vui khi mình truyền tải được những cái kinh nghiệm nè, những cái sở thích. Khi mà xem Nhanh Mà Ngon á, từ một món quý vị có thể xem công thức và thỏa sức sáng tạo làm rất là nhiều món mới luôn. Có chay, có mặn. Xin vẫn ưu tiên là những nguyên liệu dễ tìm kiếm nè, đầy đủ giá trị dinh dưỡng, và quan trọng nhất là tất cả các chị em nội trợ hay những người yêu ẩm thực đều có thể hoàn thành một món ăn nhanh nhất có thể để phục vụ cho gia đình mình nha. Thật sự là từ hồi trước tới giờ Thảo ở nhà Thảo ít khi nào nấu ăn lắm, tại vì đi suốt à. Vô đây mình mới thấy là đầu bếp họ truyền cho mình nhiều cái lửa nấu ăn. Thảo rất là phấn khởi, bởi vì mình biết chắc là mình sẽ được tiếp thu nhiều bí kíp, nhiều công thức mới truyền tải tới các gia đình, phù hợp với từ người lớn tới các em nhỏ. Mọi người hãy đón xem nhé. Và bây giờ là giò sống chay cuộn tàu hủ tiêu sốt ngũ vị nha. Thưởng không ngon mà ngon không tưởng. Đó. Bên ngoài là một lớp tàu hủ tiêu thơm đậu hành nè, dai dai. Bên trong là một cái lớp giò sống chay béo ngậy. Qua hơn 300 tập phát sóng, Nhanh Mà Ngon đã mang đến cho quý khán giả hơn 300 món ăn. Không chỉ chinh phục khẩu vị của khán giả khắp mọi miền, mà còn mang đến những trải nghiệm ẩm thực thú vị. Thời gian tới đây, Nhanh Mà Ngon hứa hẹn sẽ mang đến quý khán giả yêu ẩm thực nhiều món ăn đặc sắc hơn nữa. Sau thành công của chương trình Nhanh Mà Ngon, nắm bắt được thị hiếu và yêu cầu thực tế của khán giả, Truyền hình Vĩnh Long tiếp tục cho lên sóng chương trình Món Ngon Cuối Tuần, giới thiệu những món ngon cùng với khâu chuẩn bị nguyên liệu có phần cầu kỳ hơn nhằm phù hợp cho những dịp họp mặt gia đình bạn bè hay những buổi tiệc chiêu đãi khách quý. Ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về một buổi ghi hình chương trình Món Ngon Cuối Tuần nha. Xin phép được gửi lời chào thân thương, thân ái, thân tình và thân mến đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Lên sóng từ tháng 7 năm 2022, đến nay, chương trình Món Ngon Cuối Tuần vẫn là một trong những chương trình giải trí ngắn được khán giả yêu thích và đón xem. Với khung giờ phát sóng 11:50 thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, chương trình mong muốn sẽ mang lại nhiều gợi ý mới mẻ về ẩm thực, làm phong phú hơn thực đơn cho những bữa ăn cuối tuần hoặc những buổi họp mặt, tiệc tùng liên quan dã ngoại. Một điểm nhấn khá thú vị trong chương trình Món Ngon Cuối Tuần là những tiểu phẩm tình huống để mở đầu cho câu chuyện ẩm thực sau đó. Rất nhiều tình huống đời thường thực tế đã được khai thác, giúp chương trình gần gũi hơn với khán giả xem đài. Cùng khám phá một buổi ghi hình chương trình Món Ngon Cuối Tuần và trò chuyện với đầu bếp, nghệ sĩ khách mời và đạo diễn hình ảnh của chương trình của chị nhé. Đủ dưỡng chất á, nói chung là để tẩm bổ cho nguyên gia đình của mình. Cái gì mà nhiều yêu cầu dữ vậy? Em không biết nấu món gì luôn á, hay là bây giờ em tới Món Ngon Cuối Tuần á, em hỏi chương trình coi mình sẽ nấu món gì ha. Ê, ý đó được đó nha. Nếu mà đến Món Ngon Cuối Tuần á, vậy thì để anh đi cho.
Thì em cũng xin thưa với mọi người là như vậy. Có thể là mọi người nhìn thấy cái hình ảnh của cô Lê Minh Thành cũng như anh Quang á, trong lúc quay hình á, ăn rất là đầm thắm, nhẹ nhàng. Nhưng mà mọi người ơi, cái khúc này mới là khúc quan trọng nè. Mình ké cái khúc mà còn ghi hình á, vừa ngưng á, là mình làm liền. Mấy người ở ngoài đâu làm kịp với mình đâu. Cho nên phải tranh thủ mấy khúc này nè, mới ăn được nhiều. Đó, nó là như vậy đó mọi người. Khi tham gia chương trình này á, Thành biết được rất nhiều công thức mới, rất nhiều cái cách nấu ăn mới. Giống như câu slogan của anh bếp trưởng của chương trình vậy đó. Đó là giới ẩm á, thì ẩm thực không giới hạn. Đó mọi người, rất là hay nha mọi người. Thì cũng mong thông qua chương trình này mọi người sẽ biết được thêm nhiều công thức, biết thêm nhiều cách nấu ăn và nhiều cái bí quyết hoặc là cái mẹo nhỏ đơn giản để giúp cho bữa cơm gia đình mình càng thêm phong phú, cũng giống là bạn bè của mình, và đặc biệt hơn là có thể lấy lòng người yêu, lấy lòng bạn bè, lấy lòng gia đình vợ tương lai như Thành vậy nè. Dạ. Thì thật sự khi mà ghi hình những món ăn như thế này, không phải là mỗi một ngày Thành và anh Rành ghi một món, mà là giống như là một ngày có thể ghi hình 10 món hoặc là 15 món. Cho nên cái tốc độ ăn thì nó cũng cỡ đó, là có nghĩa một ngày sẽ phải ăn 10 đến 15 món. Mà nó hay cái chỗ này nè, có nghĩa là những cái món ăn mà anh Ryan anh chỉ và anh hướng dẫn, anh nấu ra ăn rất là lạ miệng và bắt mắt. Nói chung là cứ nấu đi là sẽ ăn 20 món một ngày Thành vẫn ăn được. Cái gì ngon, rất là lạ miệng và xuất sắc. Là một trong những đầu bếp quen thuộc gắn bó với chương trình từ những ngày đầu lên sóng, đầu bếp Ryan Phạm cũng có đôi điều chia sẻ từ hậu trường buổi ghi hình của chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Ryan xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Thật sự thì Ryan rất là vui khi đã gắn bó với lại kênh truyền hình Vĩnh Long 1, chương trình Món Ngon Cuối Tuần, những số phát sóng rất là dài. Đây là một số món ăn mà bên ekip chương trình cũng giống như là Ryan chuẩn bị nấu cho món tiếp theo. Một số nguyên liệu đã được trang trí sẵn ở đây. Hình như món này là món súp thịt bò khoai tây. Thật ra thì đến với chương trình Món Ngon Cuối Tuần thì Ryan cũng giống như là ekip chương trình luôn mang đến những món ngon nhất, rồi nhanh gọn lẹ để cho quý vị khán giả đang xem chương trình ở nhà có thể dễ dàng thực hiện hơn. Và đồng thời nếu như trong quá trình xem chương trình có những cái thắc mắc hoặc là những cái yêu cầu gì thì quý vị khán giả có thể gọi điện liên hệ với chương trình hoặc là email về chương trình để chương trình cũng giống như là Ryan có thể tư vấn và giải đáp những cái thắc mắc của quý vị khán giả trong cái quá trình chúng ta chế biến món ăn tại nhà, và để giúp cho bữa ăn của gia đình chúng ta ngày một ngon hơn và phong phú hơn. Một trong những điểm đặc sắc của chương trình có thể kể đến chính là hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng và thể hiện hết sức sinh động, khiến người xem thật sự cảm nhận được sự tươi ngon và bắt mắt của các món ăn. Cùng nghe đạo diễn hình ảnh của chương trình chia sẻ quý vị nhé. Xin chào quý khán giả trên đài truyền hình Vĩnh Long. Tôi tên là Trịnh Hội, tôi là đạo diễn hình ảnh của chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Khi mọi người xem chương trình thì chỉ có 8 đến 10 phút, nhưng có những món ăn thì ekip phải nấu từ 2 đến 3 giờ đồng hồ. Thì để mang lại những cái hình ảnh mà đặc sắc nhất cho mọi người thì ekip phải làm tỉ mỉ từng công đoạn. Đặc thù của những chương trình nấu ăn là những cái động tác của đầu bếp rất là nhiều và phải là tỉ mỉ. Thì cái khó nhất của những anh quay phim trong cái chương trình này đó là phải tập trung rất là nhiều, tại vì không thể nào mà lơ là một cái giây phút nào đó để mất đi cái khoảnh khắc của anh đầu bếp ảnh làm chế biến hoặc là ảnh chuẩn bị cái nguyên liệu. Cái khó khăn nhất của đạo diễn và ekip đó chính là khi mà nhìn đầu bếp và khách mời thưởng thức món ăn trên set quay và mọi người thể hiện cái cảm xúc ngon, thật ngon. Kéo theo là nguyên ekip nhìn khách mời và đầu bếp ăn và phải thèm theo. Mà thật sự những món ăn đó rất là ngon với diễn giả. Với tiêu chí món ăn phù hợp cho những bữa tiệc nhưng vẫn gần gũi với dàn bếp của gia đình, các đầu bếp của Món Ngon Cuối Tuần dẫn hướng đến các nguyên liệu quen thuộc, dễ mua, cách chế biến đơn giản, và bên cạnh đó là chia sẻ nhiều mẹo vặt hữu ích trong cách lựa chọn nguyên liệu hay nấu nướng, trình bày món ăn. Chính vì vậy, khách mời và khán giả có thể dễ dàng nắm bắt, ghi nhớ và trổ tài khi cần.
Dù có tiêu chí khác nhau, nhưng hai chương trình ẩm thực món ngon cuối tuần và Nhanh mà ngon đều mong muốn mang lại nguồn cảm hứng về ẩm thực cho khán giả trong giờ phút nghỉ ngơi, thư giãn giữa ngày, hay cũng có thể là đang quây quần vui vẻ bên mâm cơm cùng gia đình, người thân. Qua đó hiểu thêm về sự đa dạng phong phú của những món ăn Việt Nam kết hợp với tinh hoa ẩm thực của nước ngoài. Rất mong trong thời gian tới, quý khán giả sẽ tiếp tục đón theo dõi hai chương trình Nhanh mà ngon và Món ngon cuối tuần vào 11 giờ 50 phút trưa mỗi ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 nha. Đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện hậu trường cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.